Ê, nhỏ đó nó mặc áo màu vàng ngay gan cây bông điển luôn kìa. Cụ già quá, già cụ quá, sao cụ ấy gan hoàng hiếm tiên mày hát chuyên nghiệp gì chứ, chuyên nghiệp nó gì che cái mặt mà lại chứ. Quá trời bữa nay bông dữ ta. Có một cái bông điên điển màu vàng bành kia, bông điển chà bá, bữa nay chắc được mấy chục ký quá. 200 gram đâu hết 8 ngày hồi đó. Trời ơi, giờ tôi nhớ vậy mà hồi nhỏ tôi đi hái này tôi bán kiếm tiền xài đó rồi. Này vàng cho vàng bữa nay hai cái đường này, nhìn hai đường này thấy không, hái bông điên điển như hung súng mà bán cũng quần hết ao luôn á, trời đã ghê luôn á. Một đêm là tôi hái một xuồng với tiên, một đêm là hái một xuồng với đó bông điên điển với lại bông súng. Hái điên điển lượm cà na này, đi bắt cua này, rồi đi bắt ốc. Rồi hồi đổ cái gỗ này không bỏ xuống, hồi đổ cái xà cái hốt vô vô vô. Ba cô áo và ba tại khu du lịch sinh thái Cáo Dòng đi hái bông điên điển nè. Mày vừa bỏ nguyên cây á thấy nó ấy lắm. Ừ. Quá trời luôn. Trời ơi, bông đẹp hết sức, lâu tôi mới hái bông điên điển trời. Mấy năm trời. Trời mấy năm rồi tôi mới hái bông điển rồi chứ nữa. Tôi biết ăn không, tôi có biết làm đâu nè, mấy năm rồi. Quá dữ rồi. Xuống đây nè Phước. Quá trời quá đất rồi. Xuống đây nè. Đi xuống đây hái bông điển nè. Lẹ đi, đẹp gái lắm chứ mày. Rồi để nguyên vậy đi, nó vẫn có bông được. Ờ vẫn có bông. Không có, hái đi, hái hết bông đi. Nó tét ra nhưng mà nó vẫn còn bông nha. Nó bị tét thân. Giá chi để gì, mày ấy hoài là nó ấy đó. Không sao. Nó giá tới giá lùi giá hồi gãy cây làm hai luôn nè. Bà nói này làm gì? Tao bể nó quặn xuống nó hái nó lo nó giá. Trời ơi, nó trời. Có kinh nghiệm tôi.